Sorry. Cái phi lên kia vậy trời. Ông quen tính ông thích sang khẽ luôn. Công lẹ. Nó nước gì vậy? Ê, đứa nào đây? Tên gì? Hả? Quay mặt quá đi. Ôi, còn mở mắt mấy. Chưa chết, nó sắp chết rồi. Không. Sao còn chết rồi? Ở bên nó muốn ăn thịt thì mua nó làm sẵn mình. Làm sẵn hết luôn. À. Làm gì dầu dữ vậy? Thì thuốc, thuốc vỏ, thuốc nam rồi. Bắt. Chứ không phải thuốc A Phiện hả? Đó là ta kêu nhà con trên tiên chập. Dầu rồi. Tên gì? Nhung hả? Ông đây. Em chết rồi bé.
còn lại treo ít miệng đau lẹt mắt cái tội tìm ra nghe 2000 hồn như mấy quỷ mày lại là biến ấy. Ủa nó cho ăn bắp không à, cái diều quách rồi luôn ha.